Sau 3 năm hẹn hò, tháng 4 năm 2024, Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã tổ chức lễ cưới để chính thức về chung một nhà. Trong hôn lễ, cả hai vui mừng thông báo đã mang thai con đầu lòng. Vì khoảng cách không xa nên hai vợ chồng Chu Thanh Huyền thường xuyên ghé về thăm bố mẹ chồng. Mới đây, cặp đôi lại ghé qua nhà bố mẹ Quang Hải chơi. Qua đoạn video cặp vợ chồng son chia sẻ có thể thấy, nàng dâu mới ăn mặc khá thoải mái với quần đùi, áo phông dáng rộng, đội mũ khi về thăm bố mẹ chồng, bụng bầu của nàng hot girl đã lộ rõ. Qua chuyến thăm này cũng tiết lộ phần nào mối quan hệ giữa Chu Thanh Huyền và nhà chồng. Cụ thể, khi biết nàng dâu thích ăn ổi, bố mẹ Quang Hải đã mua sẵn để cô về là có ăn. Con thích ăn ổi nên về nhà là có ngay, cô nàng viết. Không hề ngại ngùng, ngay khi bước vào nhà, nàng dâu liền lấy một quả trong túi ổi bố mẹ chồng mua đặt sẵn trên bàn, lau qua vào áo mình và ăn luôn. Chỉ qua một chi tiết nhỏ như thế cũng đủ để thấy Chu Thanh Huyền được nhà chồng quan tâm, chiều chuộng như thế nào. Không chỉ vậy, trước đó mẹ Quang Hải cũng có loạt hành động thể hiện tình cảm với nàng dâu út. Cụ thể khi cùng con trai đi đón dâu Thảo Chu Thanh Huyền, mẹ Quang Hải nở nụ cười tươi, gương mặt thể hiện rõ sự hạnh phúc. Đáng chú ý, trước khi lên xe, bà còn hô to với hàng xóm rằng, chào mọi người, tôi đi đón con dâu về đây. Xuyên suốt quá trình di chuyển từ trong nhà ra đến rạp cưới, do quá đông người và nhận thấy váy con dâu quá cồng kềnh, mẹ chồng đã chủ động chỉnh váy, tháp tùng con dâu. Về phía Chu Thanh Huyền, cô nàng cũng luôn tỏ ra mình là một người vợ hiền dâu Thảo, biết cách gắn kết với gia đình nhà chồng. Cô thường về thăm bố mẹ chồng ngay cả khi Quang Hải đi vắng. Cô cũng thường xuyên tương tác với anh chị em bên nhà chồng, khen gia đình toàn trai xinh gái đẹp. Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, nàng hot girl còn thể hiện được sự nhanh nhạy, khéo léo và hòa đồng khi tham gia đầy đủ các hoạt động gia đình như làm bánh, nướng thịt, đi chúc Tết cùng mọi người. Nàng dâu mới cũng thẳng thắn thừa nhận cô có thói quen sinh hoạt khác hẳn với các thành viên trong nhà chồng. Cụ thể, cô thường đi ngủ muộn do livestream bán hàng đến khuya nên thức dậy muộn hơn mọi người, hay ngủ đến 11 giờ trưa mới dậy. Nhưng mẹ chồng luôn thông cảm và yêu quý con dâu. Bà luôn dặn Thanh Huyền đi ngủ sớm, đừng thức khuya và không để ý đến việc con dâu hay ngủ muộn. Điều này thể hiện tình cảm sâu sắc của mẹ chồng nàng dâu thật đáng ngưỡng mộ. Trước đó, dại hôn lễ diễn ra ở Hà Nội, Quang Hải gây xúc động khi đọc lời thề nguyện. 3 năm trước, nếu em chưa biết thì việc anh tỏ tình vào ngày 12 tháng 1 năm 2021 là hoàn toàn có ý đồ. Người ta viết ra thì chỉ có số 2, số 0 và số 1 nhưng với anh Chu Thanh Huyền là một cô gái đặc biệt, có 102, đấy là điều thật lòng. Anh biết khi yêu cầu thủ bóng đá thì không hề dễ dàng và trở thành vợ một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp sẽ gặp rất nhiều sóng gió. Tương lai anh không dám khẳng định nhưng dù sóng gió thì anh cũng sẽ an lòng vì anh biết là mình luôn có nhau. Giờ đây sau mỗi trận đấu anh sẽ trực tiếp được nghe lời hỏi thăm của em chân anh có đau không, anh có mệt không. Và ngược lại khi trở về anh có thể thấy em phía sau cánh cửa, được massage lưng, massage tay cho em sau những giờ livestream, làm việc mệt mỏi. Anh nghĩ rằng chân anh có thể mỏi nhưng anh sẽ luôn nắm tay em và chúng mình sẽ nắm tay nhau cùng hướng về tương lai tốt đẹp phía trước. Anh yêu em. Sau đám cưới, Quang Hải và Thanh Huyền đã chuyến hưởng tuần trăng mật tại Phú Quốc. Nam cầu thủ ghi điểm vì sự ân cần, chu đáo khi chăm sóc vợ bầu. Hậu công khai đang mang thai, Chu Thanh Huyền thoải mái diện trang phục khoe trọn bụng bầu.